Hello, xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã đến với video lần này của mình. Thì video lần này mình xin giới thiệu cho anh chị và các bạn một cái bộ một cái đầy đủ cái bộ dụng cụ ha, đến từ thương hiệu Michelin thôi các bạn ha. Thì đây, ở trên bàn thì mình có trưng bày đa số là cái mặt hàng của Michelin đang hiện có nha các bạn ha. Và có nhiều cái sản phẩm dụng cụ khác nữa, nhưng mà mình ở đây mình sẽ trưng bày cho các bạn thấy nhiều cái gọi là chuyện ha, phụ tùng. Rồi đây là cái mỏ led ha các bạn ha. Mỏ led này thì đó, mình như bạn thấy thì đó, từ nhỏ cho đến lớn đều có đầy đủ hết các bạn ha. Với cái đặc biệt là đây, mình cho cái lớn cho mọi xem đây. Với đặc biệt là logo Michelin thì được in dập nổi ha, nên nó rất là đẹp, rất là sáng bóng. Chất liệu thì đây, như các bạn thấy đây là bằng chất liệu chrome vanadium nha các bạn ha. Đó, hợp kim nó rất là chắc chắn và rất là bền và rất là sáng bóng thôi các bạn ha. Đó. Rồi thì từng cái phụ kiện ha, từng cái dụng cụ thì đều có cái mẻ riêng của nó nha các bạn ha. Như con này thì cái cờ lê dài 29mm ha các bạn ha, 29mm với mẻ sản phẩm ha. Đó, Michelin. Mẻ sản phẩm này in phía sau đây ha các bạn ha. Đó, kích thước đây 100GB4 đây, nhân 45mm ha các bạn ha. Đó, hàng rất là chất lượng. Rồi đó, từng sản phẩm luôn nha các bạn ha, đều là in dập nổi Michelin lên, hàng rất là chất lượng luôn nha các bạn ha. Đó, rất là đẹp. Rồi tiếp theo thì đây, cái cờ lê chi tiết nhỏ đây, chi tiết xấu đây các bạn ha. Cờ lê xấu thì nó cũng được in dập nổi, toàn bộ in dập nổi ha, logo Michelin này. Phía sau thì có cái vật liệu ha, người ta in thẳng cái vật liệu lên này luôn ha các bạn ha. Rồi đều có mã sản phẩm ha các bạn ha, rất là dễ dàng tìm kiếm để sử dụng. Rồi tiếp theo đó thì chuyển sang cái bộ mà bộ phận vít ha, vít đầu ngang đây ha các bạn ha, vít đầu ngang đây ha các bạn ha, vít đầu dẹp. Còn vít đầu dẹp thì ở dưới cái cùi của nó thì luôn luôn có cái gọi là thông số ha, thông số và mã sản phẩm ha, mã sản phẩm được in trên ở dưới cái cùi của tay cầm ha. Vật liệu bằng chất liệu nhựa ha, chất liệu nhựa tay cầm, chất liệu nhựa. Bên cạnh đó thì logo Michelin cũng được in dập nổi rất là đẹp thôi các bạn ha. Đây, rất là đẹp luôn, rất là tinh tế. Và bên cạnh đó thì có lớp cao su để chúng ta cầm nắm không bị trợn chân trượt tay nữa. Đó, hãng làm rất là tối ưu thôi các bạn ha. Đây, vít đầu dẹp. Đây, ở trên đây thì toàn bộ đây vít đầu dẹp. Đó, có mẻ sẵn hình trên cái cùi của nó rồi nha các bạn ha. Đó, đầy đủ có mẻ hết rồi. Thì nếu các bạn có muốn biết chi tiết tiết hơn á thì hãy liên hệ số điện thoại, chỉ cần đường link website để mình có để ở dưới phần video đó các bạn ha, để dễ dàng tìm kiếm mẻ hơn nha các bạn ha. Rồi đó, đầu dẹp đầy đủ luôn nha các bạn, đầy đủ chi tiết luôn. Rồi cái này thì vít để mở cái bu lông ha các bạn ha, bu lông 1/4 inch đây các bạn ha. Đó, cầm tay rất là thuận tiện ha, rất là đẹp. Thì chất liệu thì làm chrome vanadium rồi nha các bạn ha. Đó, toàn bộ luôn. Rồi tiếp theo là một cái đầu mà đầu bằng vít đây ha, bằng vít đây, bằng vít đấy, rất là chất lượng ha. Đầu này thì có 500 hết nha các bạn ha, 500 hết. Rồi tay cầm thì cũng được ốp cao su toàn bộ rất là đẹp ha. Đây, được gia công rất là đẹp nè các bạn thấy, rất là tỉ mỉ ha. Đó, những cái chi tiết này thì rất là đẹp luôn, rất là tỉ mỉ, sử dụng thì rất là bền. Có cái đục lỗ ở bên trong để chúng ta treo lên khi không sử dụng thôi các bạn ha. Rồi mã thì luôn luôn nằm ở sau cùi đây nha các bạn ha. Như cái mã của vít này là 84109 đây nha các bạn ha. Rồi rất là đẹp luôn. Tiếp theo đó thì sản phẩm đó là sản phẩm búa thôi các bạn ha. Búa này thì một cái búa này thì nó để là 250g nha các bạn ha, 250g. Đó, rất là đẹp ha các bạn ha. Tiếc là bằng đó, vật liệu thì rất là chắc chắn rồi. Tay cầm thì cũng như vậy luôn nha các bạn ha. Đó, logo thì bị nhập nổi và cao su được ốp bên ngoài để chúng ta chống bị rơi vỡ ha. Rồi chân trượt ha khi sử dụng. Rồi con này thì búa 300g nha các bạn ha. Đó, rất là đẹp, mẫu mã rất là đẹp luôn, toàn bộ là mẫu mã mới của Michelin ha các bạn ha.
Rồi tiếp theo đó thì mình sẽ tới cái những cái bộ sản phẩm ha. Nguyên cả bộ sản phẩm như là cái bộ đây, cờ lê. Đây ha. Từ 8 cho tới 19 ha các bạn ha. Đây. Rất là xinh ha các bạn ha. Đây ở sau thì có thông số kỹ thuật từng chi tiết ở trên bên cái cờ lê bên trong cái bộ này nha các bạn ha. Mã sản phẩm là DS001 ha các bạn ha. Cái bộ sản phẩm đây. Nó rất là đẹp. Có tay cầm trên đây luôn nha các bạn ha. Bao bì thì rất là chắc chắn ha. Đó, rất nhìn rất xịn luôn. Rồi hàng hàng chuẩn rồi nha các bạn ha. Rồi. Tiếp tục theo đó là cái bộ. Đây, bộ này thì mình thấy hợp lý nhất là bộ này nha các bạn ha. Nó đầy đủ. À, thước này, gồm thước 3m nè, Michelin nè. Rồi. Cái vặn vít cho bao mặt ha. Đó, vặn vít cho bao mặt đó là những cái con ốc nhỏ nha các bạn ha. Đây, cái bộ này sẽ đáp ứng được. Và đây là cái đầu bắt vít ha. Từ dẹp cho tới đủ loại hết nha các bạn ha. Có bắt bu lông luôn nha các bạn ha. Đây đầu bắt vít đây. Lục chắc bông, lục chắc thường đều được ha. Rồi tiếp theo ở dưới là có một cái vặn vít. Vặn vít ba ke và vặn vít dẹp ha. Rồi vặn lục giác ha các bạn ha. Đó. Bên trên thì có kìm cắt nè. Kìm bấm nè ha. Đó, kìm cắt điện nè. Đó, rất là đẹp cả bộ luôn nha các bạn ha. Toàn bộ vật liệu sáng bóng là toàn bộ là chrome nha các bạn. Chrome vanadium. Rồi rất là đẹp luôn. Đây bộ này thì có bộ này 32 chi tiết đây ha các bạn ha. Rồi mình sẽ đọc mã cho các bạn xem. Mã là ZF101 ha. Đấy, rất là đẹp. Michelin. Rồi tiếp theo là một cái bộ kềm bấm ha. Kềm nhọn này, kềm cắt này. Đó. Ba loại kềm rất là chất lượng luôn, tay cầm thì rất là đẹp. Rồi thì đây ở đây thì nó cũng có kềm bán lẻ đây nha các bạn ha. Đó thì bán lẻ đây 8 in đây, kềm 8 in ha, chrome vanadium này các bạn ha, Michelin đẹp nổi rất là đẹp. Và tay cầm đây như các bạn thấy thì toàn bộ thì cao su hết đó, để giúp chúng ta cầm nó mình sợ chân trượt này. Đó, kềm cắt này rất là xịn luôn. Rồi sử dụng thì rất là bền, không sợ bị xét hay là bị mòn đâu các bạn ha. Đó. Rồi tiếp theo đó thì mình tới cái bộ mà bộ vít ha. Bộ vít này thì gồm có 2 vít dẹp, 3 vít dẹp ha, 3 vít dẹp và một vít ba ke các bạn ha. Đó. Rồi. Rất là đẹp luôn. Mã sản phẩm của cái bộ này là BS001 ha các bạn ha. Rất là đẹp, chất lượng lắm, rất là chất lượng. Thương hiệu Michelin thì thương hiệu của Đức ha các bạn ha. Đó, rất là chất lượng. Rồi tiếp theo là cái bộ này có vali nhựa thôi các bạn ha. Bộ vali nhựa cũng bao gồm là mỏ led nè ha. Có cái thước mỏ led để chúng ta siết cho đúng này ha. Bên trong là có cái búa. Có cái búa này nhưng mà cái búa này nó có thể móc đinh ra được ha các bạn ha. Đây bên trong đây. Đó rồi có thước nè. Thước 3m nè. Đó đầu cây vít mở lục giác này ha các bạn ha. Rồi bên trong thì có kềm kềm và cái bộ mũi ha. Bộ mũi vít nó vặn từ lục giác cho tới vít ha các bạn ha. Đó, rất là chất lượng luôn. Thật là tuyệt vời. Và có cái bộ phận vali nữa nên dễ dàng cho chúng ta sử dụng ha. Khi mà sử dụng bộ sản phẩm này thì với 20 chi tiết và mã sản phẩm là MSDS008 ha các bạn ha. À, thương hiệu Michelin rất là đẹp, 29 chi tiết ha các bạn ha. Đó. Rồi thì mình cũng vừa review sơ với các bạn những cái dòng mà phụ dòng phụ kiện ha, phụ tùng dòng linh kiện để chúng ta mở bắt xe máy ha, xe ô tô của thương hiệu Michelin. Thì nếu các bạn có thắc mắc và muốn tư vấn thêm về những cái vật tư này để liên hệ tới số điện thoại truy cập đường link website dưới phần video ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau ha.